ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ 500 ខែទុតិយាស័កឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធស័ករាជ 2567 កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនារៀបចំឡើងដោយព្រះឧត្តមកិច្ចនូវនីអន្តរសាសបញ្ញាតែជាបានលើកយកនូវកម្រងផ្សាយសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរដែលមានការទទួលស្គាល់និងចុះបញ្ជីការជាផ្លូវការនៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយកមកចាក់ផ្សាយប្រកាសជូនសិក្ខាកាមកុលបុត្រដើម្បីសិក្សាព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយផ្សាយតាម
ban sắc cả thay bằng cụm trong phố bà chùm bày nấy bà trại rọt đó sẽ kết đấy cổ rộp cọt cài nâng chỉ đạt là tốt xa má đau chì vật sắp sọp cả xong cái đáp đã mang sắc cả chìa ruộm trong phố bà trại xăm mẹ thầy sống nở tu tiên sẽ còn lột thằng mũ chỉ tí sắc cả rạ nâng chỉ tí rộp ản đó bùng phù xong trong rạn phố trong phố mô hà bà trại xa sẽ nợ khmai khai mạ rạ chiệt nhiết bà trại thổ chiên nẹ sạ đạp nở tàng khăn ông đang cao bệnh rì chìa này chạc công phụ chìa tàng mũ chỉ tí nực rợ lực nâng chỉ tí rộp ản đó chìa rì chìa rì chìa cách hàng đàm ní xóm ả rát tình hình đi môn nâng anh chơi bộ tàu bò rì xa tam đàn bệnh sạch đạp sạp nâng sạc xá chìa môi nâng nửa tì sạc xá nâng bệnh cùng bì bệnh trái bị đọc khả mại tam cho bạp đàm đối biên khlâm xá tàng sạ rộng kháng cọng ní chìa tà kháng tụ tì giang tập 277 đọc 275 chạy vấn đề hàng xã chia tờ căng tạ tử giang tập 276 đọc 277 cho lần đi rẽ tẹ căng sắp bạ chia tờ căng chạ tột thẳng cả lưng kẹp phù thì chia tờ căng chặt thẳng tập bò pi rồi bảy sập rám đò pi rồi chia tờ căng sạt tầm hàng tập bò pi rồi cào sập đò pi rồi cào sập bảy tạ ca để dạy chia tờ căng át thầm hàng tập bò pi rồi cào sập bốn đò pi rồi cào sập rám pi rụ rụ bị kẹp chia tờ căng đẹp vào mèn tập bò pi rồi cào sập rám bảy đò tập bò bảy rồi pi chia tập bò trồng cày bằng ọt sở ra phép chia tờ căng tẹt sập mèn hãy chia bản tỏ xong bút tập bồi sa tạm đán cọt ra chậm nắm làm việc thì cà riêng phía xa khăm mày pi tập po pi rồi pi đó pi rồi buồn mà ham mang quân lực chia tọt ti đập pram tập po pi rồi pram đó pi rồi pram buồn khẹt tạ bản đất chia tọt ti đập pram bồi tập po pi rồi đắp đó pi rồi đập mối ấy cà tẹt sập cạn nịp bàn ê ca tẹt sạc cạn nịp bát mìa tập po sạc cạn chiết đọt tì mùi tập po pi rồi đập pì đập pì rồi đập ram chôn hạ chiết đọt tì pì tập po pi rồi đập ram mũi đập pì rồi đập ram bầy thọ mật tiêu và bớt tẹt chiết đọt tì bầy tập po pi rồi đập ram bốn đọt pì rồi một phẩy bầy ụ thì dẹt chiết đọt tì bốn tập po pi rồi một phẩy bốn đọt pì rồi một phẩy ram mũi ê ca tẹt sạc cạn nịp bát ê ca tẹt sạc cạn nịp bát ba để dạy chiết đọt tì pram tập po pi rồi một phẩy pram pi đọt pi rồi một phẩy pram bảy dụ thanh chia dạy chiết đọt tì pram mùi tập po pi rồi một phẩy pram bốn đọt pi rồi sám sập tu sở đọt chiết đọt tì pram pi tập po pi rồi sám sập mùi đọt pi rồi sám sập pi sang và rạ chiết đọt tì pram bảy tập po pi rồi sám sập bảy đọt pi rồi sám sập pram mùi sập ba là cả chiết đọt tì pram bảy tập po pi rồi sám sắp làm pì đó pì rồi sám sắp làm bảy thuế tiệt sắc cả nịp bát thuế tiệt sắc cả nịp bát cho lẽ cọ na lạ chiết đó tì mùi tập po pì rồi sám sắp làm muôn đó pì rồi sai sập mùi phép tiệt xa lạ chiết đó tì pì tập po pì rồi sai sập pì đó pì rồi sai sập muôn sập một tiệt vía để che chiết đó tì bảy tập po pì rồi sai sập làm đó pì rồi sai sập làm pì cá mà chiết đó tì buồn tập po pì rồi sai sập làm bảy
đó pi rồi xài sắp làm buồn chỉ lẽ săn thẹt chiết đó thì làm tổng bộ pi rồi há sắp đó pi rồi há sắp pì mười hai căn là há chiết đó thì làm mối tổng bộ pi rồi há sắp bảy đó pi rồi há sắp làm mối cao sẽ dễ chiết đó thì làm pì tổng bộ pi rồi há sắp làm pì đó pi rồi há sắp làm bốn miền đẹp cấp ba nhà hà chiết đó thì làm bảy tổng bộ pi rồi học sắp đó pi rồi học sắp bảy Thuyết tiệm sở cạn nịp bản, mà hai bột tốt mà chiếc đó tiếp làm bốn tổng bộ bì rồi học sắp bốn, đó bì rồi học sắp làm mối, mà ta một tài chiếc đó tiếp đọc. Tổng bộ bì rồi học sắp làm bì, đó bì rồi học sắp làm bốn, tế ra sở cạn nịp bản, âm bẻ chiếc đó tiếp mối tổng bộ bì rồi chật sập, đó bì rồi chật sập bì. Chân tần nẹ chiếc đó tiếp bì, tổng bộ bì rồi chật sập bấy. Đó pi rồi chất sập làm chạm và nẹ hang sạng chiệt đó tỷ bảy tổng bộ pi rồi chất sập làm mối đó pi rồi chất sập làm bảy cho lẹn đi tê ca sập hạ chiệt đó tỷ buồn tổng bộ pi rồi chất sập làm bốn đó pi rồi bạch sập cột tu ta chiệt đó tỷ làm tổng bộ pi rồi bạch sập mối đó pi rồi bạch sập bốn cả lưng kẹo phù thị chiệt đó tỷ làm mùi tổng bộ pi rồi bạch sập làm đó pi rồi bạch sập làm bốn ạ cắt tệ chiết đọc tiếp làm phì tầm bó pi rối cao sập đó pi rối cao sập bầy tạ ca để dạy chiết đọc tiếp làm bầy tầm bó pi rối cao sập bốn đó tầm bó pi rối cao sập làm phì rụ mị kẹ chiết đọc tiếp làm bốn tầm bó pi rối cao sập làm bầy đó tầm bó bấy rồi pi chiết tầm bó trong còi bóng ó xả rạp phẹ chiết đọc tiếp đọc tầm bó lấy pi rối xám sập mũi ê ca tẹ sập cạn nịp bạt sang và đại triệt đó ti làm bảy xài đương ti làm bảy rồi chết sập mũi sát đồng mấy từ can para lô tái mà nè anh cá không được cổ tái mà nè anh cá xăm cúp nầy phụ sát chẳng ở cứ miền cá chuột chúng chỉ cá và sát bẩm phật khán xài đương ti làm bảy rồi chết sập bỉ pro hai nút sẽ đây sau chẳng lại sông bay thông con mình đất cộng lại nở hạ thì dạ và thộ nâng chất được bó nẹ prai chia bổ hụt sâu đại khơi cho bác nở lục đi. Nâng lúc hàng một bố tăng cho bác nở thổ. Hàn, xa rương tiếp làm bầy rồi chất sập bầy dương nút nâng ra xa, nở dùa phóng, phô kẹo phóng, phê đi dưa tàng lại phóng, nhiết tàng lại phóng. Nâng chuôn đỏ sai phóng, đi chìa cách được bó nẹ prai. Hàn, xa rương tiếp làm bầy rồi chất sập bốn, bè xa 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 trông trả thả, bè bát riêng mẹ. Miên bè sổ rong đôi chỉ rụp sầm nạ mì. Miên bè bìa hụ thông bán sao riêch ọ mùi mơn và mối bọn chanam. Khán chóp tẹ sở rốt ta chiệt tọ tí bàm phí khán. Xài đương tí bàm bầy rồi chất sập bàm. U bò sốt cọ mà bán bổ thả bò bất mà hà riêch. Bè chìa điết thị bạ. Một người chọ bạc bất chia bè bầy đà. Bà hát trùng triệp nơi sau rồi bọc bà ổng hai, bán chia bà ổng bầu chia nơi bà riêng cho cô má tiền đi. Vâng là chọ đói chân là bọt nụt nốt bắt, mình xong qua nơi bà ổng đói chân là bọt ná mùi lái khàn. Tổng bộ lấy bì rồi xám sập bỉ, sau tôn đã bấy đó khó tiêu cạn đi cài chiệt đó át thạm mẹ phía. Bởi đó khả bạc sai tì hà sắp rạm bốn, sai đương tì rạm bầy rồi chất sập rạm mùi. Cá đai bà mẹ hà riêch cung bà chốn nữ, rứa cá đai bà ổng vô người chọ chia bạch đá rồi bọc bụi dưỡng bật. Tư bằng cuộc hỏi bụi nhiết cá khơi sẽ đầy chẩm rán rồi bọc lốn bàn vô prôm ai bà ổng. Vô người chọ sáu riêch bật khán, xa rương tư bà mẹ rồi chất sắp bà mẹ bọc bất bà bát sang vẻ rạ. Bà ổng tư rung cổ rộp sẵn cót vô người chọ nữ bòng. Cao sắp làm bốn bà ổng bật tái cao chìa mũi, tái đòi vọt đôi mà đầy ai bụ nhiết tài mốc bà chùm khỉ hỏi. Có bình cổ rộp sông cót bà ổng tái đòi vọt đôi mà đầy khàn. Xài đương tiếp làm bầy rồi chật sắp làm bầy bà bát sáng và rạ. Bù thả bò bứt riêng chụp bột khi nhóm mình trở nền. Khi nhóm thay bằng cung bà bát tàng lại rồi bó bụ xạ mà nạ chìa tái tị bực cùa. Bán là mặt sạc cả bụ xa mà nạ tiền nốt đói cổ rộp. Xa rương tí bàm bầy rồi chật sắp bàm bốn xa mà nạ tiền nốt. Chia, nẹ trệch ọc nông thoa mà cuốn rộp bó ấy xây.
bàn biên trở đại khuyên. Áo bà có khăn nông thơ mạc quân. Áo chỉ đẹp trọng trắp mân trở đại khán. Xa riêng tí bàm bày rồi bài sập khuyên bàn sát đáp bí ở bộ phụ xa mạng nạ để xoay rộng nửa quân. Nổ hời. Mần mơ nghiêng bàn tích bàn tùy xo chất ở bộ khuyên có trái ó khăn nông thơ chỉ nịch. Khán xa riêng tí bàm bày rồi bài sập mùi. Bụ tì hiên chi đầm rây bụ tì hiên đã thắt nực nông có buồn tọp. Bụ tì hiên chỉ rót bụ bô thầm hạ trường khi ông mân bật thói nực bái nâng thay chua. Đại bụ tì hiên nốt chát cháy hỏi khán. Tập bố lấy bì rồi xám sập bấy ế ká trẻ sở cạn nị bá sô pa ra cạ chiếc đọc tì bạm buồn. Xa riêng tì bạm bầy rồi bạc sập bí bụ mô hà mát. Bụ mần trấy bụ nẹ bòm rá rồi bọc nhóm miền. Bụ chôn bàn chặt cháy nửa sạch nâng tức sổ rá đọc tràn khăn krong bì riết nửa xây. Xa riêng tì bạm bầy rồi bạc sập bấy môi tiết xông bấy bụ bình định đá mộc ẩm bì thàm xếm xế có xâm bồ. Trong bán chặt cháy đẹp xá, trong bố bố bình đích thẳng lúc bỏ bất ổ bào xót chìa bóng. Sớm bẹp bóng chi riêp, dạng đi cho khăn. Xa riêng tiếp rằm bầy rồi 84, ổ bào xót cổ má bổ thá bỏ bất bẹp bát sáng và rạ lưu tha bẹp ong vùng cái chó, cổ rốt xong cót an lục hiệp bật rồi bỏ bụ nhiệt. Vùng cái chó bóng cao sắp bẹp bốn bẹp ong bật đôi thỏ, sớm bẹp ong xoay rìa cho. Bởi ông chỉ nẹ miên bài nhà phóng, chia bần đực phóng, đang chia bởi dõi vào bụi nhiệt phóng khán. Xa đường tiếp rằm bầy rồi bạch sập rám, bụi sập trâu, mần ái cơ rộp sẵn cót bởi ông, bái bụi nhiệt chào một rùm hời, chỉ nẹ câu co đau ra tổ nạ và thốp xềm xềm. Đôi chìa, ạ sổ rạ, mần ái cơ rộp sẵn cót bởi ấn, đôi chỉ nọc đài khán. Chóp sang và rạ chia đọ tiếp rằm bầy khán. Xa đường tiếp rằm bầy rồi bạch sắp rằm mối, sọc ba ra cả chiệt đọ. Bộ bền nếch bàn bố thả, mà núc chẳng lái miên trở mộc. Đôi cảm bật cao, ngớp mụn vùng người trọ, nóng xa mốt nỉ bật. Bộ dương xôm xua lộn, chmua sọc ba ra cả, xa mốt nếch tài chmua vấy khàn. Tông bó lên, bì rồi, xàm sập bốn, sọ tôn đọc bạch đọ khó tệ cả nỉ cài chiệt đọ át thạm mẹ phía. Xa đường tiếp rằm bầy rồi bạch sắp rằm bí, bệnh mô hà sát bán bồ thà. Cao xâm phư rồi bóp bụ bì nịch, nẹ xoáy rồi trọp chênh tư ổng bí cầm phúng, phá rũ cải trạ. Lươn từ căn bà tếp xềnh, xa mốt ní hào thá khậu ở rạ mà lầy khán. Xa đường tiếp rằm bầy rồi bạch sắp rằm bầy. Bộ viên nếch bán bồ thà, xa mốt đai bà cót chồm bù mục hạ đôi chịp lương. Nâng bà tật bụi dương, xôm xua lô sọc ba ra cạ xa một nê tái chmô hò vấy khàn. Xa riêng tiếp rằm bầy rồi bạch sắp rằm bốn, bà mô hà sát bồ thá cao xâm phơ rộng bọc bụi bì nịch, nạ xoay rộng trọp chênh tư ẩm bì cầm bông phà rũ cải trạ, lươn từ căn bà tếp xềnh xa một nê hào thạ ạ kỹ mìa lì khàn. Xa đường tiếp rằm bầy rồi cào xa bộ bên nếch bồ thá xa mốt đai bà cót châm bộ mộc hạ đôi chìa tực đọc chù, nâng tực đọc xa đọc bộ dương, xôm xùa lộ sọc ba ra cạ. Xa mốt nếch tài chùm hòa vầy khán, xa đường tiếp rằm bầy rồi cào xa bồi. Bè mô hạ sát bồ thá cao xa mơ rộng bọc bộ bên nếch, nẹ xoay rộng trọc chênh tư ổng bì cầm bông phà rũ cải trạ lươn từ cán bà tích. Xây xa mốt đi hào tha tệ thị mìa lì khàn. Xa đường tiếp rằm bầy rồi cao xa phí, bụi bên nếch bồ thá xa mốt đai bà cót trong bộ mục, hạ đôi chìa xa bởi phèng nâng xâm tùm, bụi dương xôm xùa lộn xốp ba rạc cả xa mốt ni tài cho mùa vầy khàn khi ông bà cà nạt mà phiếp. Cô xôm chùm riêp đọc bút thông bò đi sát chia niệm sạc xa nâng sát phòng đáy thà. Cá an thọ thuốc đầu vô tiền bấy, vô tí mối tí pi nâng tí bầy ní. Cứ án từ tạm cho bác đạp tiền sử dụng tối bộ miền át tha thị bài bình tránh mình chờ vết nhịn. Ở lưu được khóa, vì cho bác đạp xôn bây tề mùi, tu ở xó sọt lại ca thức vô được chân này. Cứ trong bác thân nâng đẹp xa, ca mà sức bánh nhá, rồi bác đông trùm nụm bác trai bị đọc khả máy. Đẹp là sâu chênh mộc ở bình bút thị xa sản nạc bình đực Campuchia bí xa máy đạp. Ở cung vốn nâng thật thể tiền sử dụng.
ទពលេខ235អេកាទស្សកនិបាតសុបារកៈជាតកទី9ខ្សែរឿងទី8កៅសិបបីព្រះមហាសត្វពលថាកាលសំពើពួកពៀនិចអ្នកស្វែងរកទ្រព្យចេញទៅអំពីកំពង់ភរុកច្ឆៈលឿនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងសមុទ្រនេះហៅថាកុសមាលីខានខ្សែរឿងទី844កៅសិបបួនពួកពៀនិចពលថា សមុទ្រដែលប្រកាសចំពោះមុខហាក់ដូចជាបបោះនឹងឫស្សីពួកយើងសូមសួរលោកសុបារកៈសមុទ្រនេះតើឈ្មោះអ្វីខានខ្សែរឿងទី896កៅសិបប្រាំព្រះមហាសត្វពលថាកាលសំពើពួកពេលនិចអ្នកស្វែងរកទ្រព្យចេញទៅអំពីកំពង់ភរុកច្ឆៈលឿនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងសមុទ្រនេះហៅថានិលមាលីខានខ្សែរឿងទី896 ពួកពេលនិចពលថាសំឡេងរបស់អមនុស្សគួរឲ្យភ័យខ្លាចគួរឲ្យស្បើមដែលពួកយើងបានឮជាសមុទ្រដែលប្រកាសចំពោះមុខហាក់ដូចជារណ្ដៅនឹងជ្រោះពួកយើងសូមសួរលោកសរាប់ប៉ាកសមុទ្រនេះតើឈ្មោះអ្វីខានខ្សែរឿងទី897កៅសិបប្រាំពីរព្រះមហាសត្វពលថា ការសំពើពួកពេលនិចអ្នកស្វែងរកទ្រព្យចេញអំពីកំពង់ភរុកច្ឆៈលឿនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងសមុទ្រនេះហៅថាពលវីមកខៃខានខ្ញុំប្រកាសថាភាពកសោមប្រគល់នឹងជូនដំណឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទផងដែរថាប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទប្រាថ្នាចង់បានកូពីចម្លងយកនឹងខ្សែសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរទាំង3វល់នេះទៅសិក្សាទៅតាមគេហដ្ឋាននោះ ក៏សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខ្សែពិសេសរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាតាមភាពក្នុងនោះដែលមានលេខ 012 60និង 560ខ្ញុំប្រកាសណាតាមភាពត្រេកអររីករាយនិងរងចាំថតចម្លងប្រគេនជូនដោយពុំមានគិតអ្វីទាំងអស់ជូនដោយសតិចិត្តទុកជាការផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះមធុរុនៅធម្មទានទពលេខ 236สตันตะไบดอกขตกะนิกายจิตดอกอัตถะมะเพียขสายเรื่องที่ประมบัยโดยเก่าสับประมบัยแปรมหาศาสตร์ทเวสัจจะกิริยาธาตั้งปีกาเด็กขยมระลึกเคยนึกลวนตั้งปีกาเด็กขยมดอลเนื้อเพียบจีเนะดังใดขยมบัญเจคลายดับใบเบียดเบียนสัตว์สมใบแต่มวยลายสมอ้อยสมเปิลตลอบตะการตีเมียนสูสใดโดยกาปูเปียสัจจะนี้จบขัน ចប់សុបារកៈជាតកទី9ខានឧទាននៃជាតកនោះគឺនិយាយអំពីតម្រៃដល់ប្រសារចិញ្ចឹមមេដាមួយព្រះរាជាព្រះនាមជន្ហៈមួយធម្មទេវបុត្រមួយព្រះរាជាព្រះនាមឧទយៈមួយទឹកផឹកមួយព្រះរាជាព្រះនាមយុធញ្ជ័យមួយព្រះរាជាព្រះនាមមត្យសរតមួយព្រះរាជាព្រះនាមសសង្វរៈមួយ សំពើត្រឡប់កាន់ត្រៃមួយត្រូវជា9ជាតកចប់អេកាទស្សកនិបាតខណ្ឌសំអនុមោទនីទំព័រលេខ237ទ្វេទស្សនិបាតតជាតកខ្សែរឿងទី839ចលលក្ខណាលជាតកសត្វតាវៅបានពលថាបរោះដែលមិនជាប់ចម្ពាក់ដោយទេវតា វងកញ្ចក់ខ្មោចមិនគួរជឿវងកញ្ចក់នៅសល់នឹងវត្តបាត់របស់ពួកស្ត្រីជាអ្នកឆ្លៀនពៀនមានចិត្តរហ័សបណ្ដឹងនៅឧបការៈគុណដែលគេធ្វើហើយជាអ្នកប្រទូសមតិខានខ្សែរឿងទី946ស្ត្រីទាំងនោះមិនដឹងនៅឧបការៈគុណដែលគេធ្វើហើយដល់ខ្លួនមិនដឹងច្បាស់នៅកិច្ចវងកញ្ចក់ដែលខ្លួនត្រូវធ្វើបាត់ មិនដឹងច្បាស់នៅមេដាបិតាឬបងប្អូនមិនអៀនខ្មាស់តែងប្រព្រឹត្តកន្លងច្បាប់ជាធម្មតាលុះក្នុងអំណាចនៃចិត្តរបស់ខ្លួនខានខ្សែរឿងទី901ស្ត្រីទាំងនោះតែងលះបង់នៅបុរសដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីកប់ចិត្តសំបីទៅជាមួយគ្នាអស់កាលយូរជាអ្នកអនុគ្រោះសំបីស្មើដល់ជីវិត ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយផងក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយផងព្រោះហេតុនោះខ្ញុំមិនស្និទ្ធស្នាលនឹងស្ត្រីទាំងឡាយឡើយខានខ្សែរឿងទី902ព្រោះថាចិត្តរបស់ពួកស្ត្រីប្រែប្រួល
đôi chỉ sản xóa rứ đôi chỉ mà lộp chờ chất là bỏ phụ sở trái chả chả vờ vốn đôi chỉ còn con cả vơ tớ được nó khàn tổ bò lấy bì rồi xám sắp làm bầy sở tâm đã bày đọc khó tờ cả nị cài chiệt đọc át thạm mẹ phía xa dương tí bạm buồn rồi bấy nông cao đai sở trái tiền lại nâu xâm lăng khơi trọp rộ bọc bổ rò miên sở phiếp của chỗ bàn còn đóm bổ rò nâu từ vùng cái chó căn ẩm lại luôn bật đói sầm đầy gặp em là em chẳng lại đối chia phụ chuồn nẹn nơi không đáng cam bổ trẻ cá nòm say từ căn ẩm lại luôn đòi slide được cho nó khàn xa riêng tí bạm buồn rồi bốn con ông cá đai sầm đầy chẳng đâu sầm lăng mơ bằng khởi trọp rồi bóc bổ rò miên sập hiếp của dọc bàn tì có kênh chia bổ rò nô đói chùm vinh đôi chia bực của nẹ chlóng tự đo tài sửng hái có vi bong nơi có bốn đời chân học khàn. Xa riêng tiếp rạm buồn rồi prạm sạch rây tăng đô, miễn sẽ đấy biệt biệt đời chó, đôi chia phương đại si nâu vật thổ của đục giang. Miễn mì chia độc liệu khá đôi chia sửng miễn xài tật đó rồi ha, bố tha sạch rây tăng đô, tài sai bất nơi bổ rõ chia tí sửa lãnh, nâng mân chia tí sửa lãnh, đôi chia tụ, đại ai bất nơi chăng, tăng khẳng ái, tăng khẳng lý, đổi cho nó khán. Xa riêng tiếp rằm bốn rồi rằm mùi, sở trái tiền đồ, mần mên rộ bó bó rõ mà nẹ. Mần mên rộ bó bó rõ bì nẹ tì, đôi chỉ điểm xá, đá kỳ điệp chọm hai bó rõ na xâm quà nơi sở trái tiền đồ. Tha chia rộ bó ánh bó rõ nô, có bây tròn kheo đói xâm nảnh bàn khán. Tục bó lấy bì rồi xám sắp rằm bốn, thuyê tệ xã nị bát, phép tật xa là chiếc đọ tỷ phí. Xa riêng tí bạm buồn rối bạm phí stưng phấu tiềm xa. Rương xâm rạp lịch chung nâng ẩn đốn giảng ná, thơ mà ta sạch rây tiền lại. Nông lô của giáng đục đại ái, vì lìa được bó sạch rây tiền nô, mình biển lái khàn. Xa riêng tí bạm buồn rối bạm bầy sạch rây tiền nô, xa mà đòi phương chê. Chẳng khlành ô bà má đòi cơ bà phụ về, rư đôi chỉ phụ cô si, chẳng bạch tại trong sáu đọc ra sáu ra sáu kháng cao khăn. Xa riêng tí bạm buồn rối bạm buồn, nổ rẽ chôn gọp bấy sừng rùm chiến nịch, hai gọp bấy rộp, nơi chôn tiếng lê cư phường mối, đồng rây mối, bù vệ mối, sạch để bán một thiê phì sách hải mối, bụ sạch rây tiếng ọ, mối phía vẽ tiếng tọt rộp bó, chôn tiếng nô kì sko bán đời cỏ khăn. Xa riêng tí bạm buồn rối đọc sạch rây miên sầm bò lõ chát, bộ rõ mình của sài tê, sợ trái chia tí sợ lãnh nấy bộ rõ. Chẳng kìa bộ rõ mình của sài tê, sợ trái bộ sắp rõm chí liếng bộ rõ mình của sài tê. Sợ trái chia bộ bôn rõ bộ bộ cô đợt tế bộ rõ mình của sài tê. Sợ trái vùng cơ chó, cốp rốt bộ rõ bật bộ hai tài trọp. Bộ rõ mình của cốp tê, sợ trái chàng phạm phụ đi, bộ rõ mình của cốp lời khán. Chóp cho lẽ con na là chia tọ tì mùi khán. Xa rương tí bạm buồn rồi đọc mối phép tờ xa là chiếc đọ. Bà rì chia trông trả thà, nẹ chia ở vây đại miên xâm phút. Tiếng lái đọc xa bàn thất nở lưu ả ká sở về há. Tực nơi tiếng lái được bỏ nẹ. Hầu chênh tá đòi hại đọc vầy phây mộc xâm phút, nẹ bù hợp vấy khàn. Tổng bố lấy bì rồi sai sập cột sở tôn đọc bấy đọ khô tờ cả nị cài chiếc đọ át thạm mẹ phía. Xa riêng tí bạm buồn rối đọc bì. Tế về rìa trả thả bò bất vẻ xa mẹ tỷ tịp. Chôn tiếng lai khổng đáy cho bò bà rẻ ổng sko chấp bác nửa khí nhóm thả. Chia phót tẹ xa lập rực. Cá khí nhóm thật nữ vùng cái chỗ khổng ổ chiến nít bật. Ốc bà mối mờn chạm chôn tiếng lai bàn. Bồ chỉ hai lời khán xa đường tí bà buồn rối đọc bầy. Bò bất vẻ ổng chia mẹ chạc tư. Vị bằng châu thầm ấy bà rìa chia tiếng lai bị đám. Nóng nổ cổ đi bật. Cá ai kì sang tì cổ đồng chẳng lại phóng. Đồng nạ chẳng lại phóng. Pra sát xem xem phóng. Bạn đã biết biên khiếm lại bà rìa chia tiếng lúc. Bồ chìa khiếm dạng ná. Xôm bà ổng bồ chìa khiếm dạng lúc đài. Khánh xa rương tiếp ra buồn rối đọc buồn. Bà rìa chia bổ thả. Khiếm mình lọc khởi nẹ chìa đám chờ thông. Đói cài được bỏ nẹ tê. Nẹ chỉ chơ miền trùng trí đỏ lỏ, đói cầm bút nâng tùm hôm nâng cầm nạc hàn.
ខ្សែរឿងទី 611រយដល់5នាលយៈខ្ញុំនឹងឲ្យគេធ្វើប្រាសាទមានសសរតែមួយជាទីរីករាយនៃចិត្តខ្ញុំនឹងនាំយកអ្នកចូលទៅក្នុងប្រាសាទនោះជីវិតរបស់អ្នកវងកញ្ចក់បើកបិទនឹងមានអស់កាលយូរខានខ្សែរឿងទី 611រយដល់6ទេវរាជពលថាវងកញ្ចក់បើកបិទបើព្រះទេវវងកញ្ចក់របស់ទ្រង់បិទ កើតឡើងយ៉ាងនេះសេចក្តីប្រត់ប្រាសវងកញ្ចក់ចាក់ផ្ទះសាលាព្រឹកបាត់ជាសរីរៈពាក្យបញ្ចូលថ្មីរបស់ខ្ញុំនឹងមានប្រកាសបាត់វងកញ្ចក់កាលបើយ៉ាងនេះបាត់សូមព្រះអង្គកាត់ខ្ញុំជាច្រើនកំណត់កាត់ជាកំណត់តូចធំចុះខានក្នុងខណៈនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកំពុងតែតាមដានសិក្សានិងសម្រាប់ជាមួយនឹងខ្សែសំឡេងឌីវីឌីអឹមភី3 ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរវល់ទី 2ដែលបានត្រាំថតនៅក្នុងឆ្នាំពុទ្ធសករាជ 2555 ព្រះវស្សាឆ្នាំសកល 2012 ទំព័រលេខ 241 ទ្វាទស្សនិបាតភត្តសាលជាតកទី 2 ខ្សែរឿងទី 917 តែសូមព្រះអង្គកាត់ត្រង់ចុងនឹងកណ្ដាលវងកញ្ចក់បើកបិទមុន រួចកាត់ត្រង់គល់ក្នុងកាលជាខាងក្រោយកាលបើខ្ញុំត្រូវព្រះអង្គកាត់យ៉ាងនេះសេចក្ដីស្លាប់មិនក៏បីជាទុកទេខានខ្សែរឿងទី 917ព្រះរាជាត្រាស់ថាដូចយ៉ាងបុគ្គលកាត់ដៃនឹងជើងផងត្រជាក់នឹងច្រមុះផងឲ្យស្លាប់បាត់ជីវិតតទៅពីនោះគេកាត់នៅក្បាលក្នុងកាលជាខាងក្រោយសេចក្ដីស្លាប់នោះក៏ជាទុកដែរខាន ខ្សែរឿងទី 917មនាលភត្តសាលព្រឹកជាម្ចាស់នៃព្រៃការកាត់ជាកំណាត់ស្រួលឬព្រោះហេតុអ្វីប្រារព្ធហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ឲ្យគេកាត់ជាកំណាត់ខានខ្សែរឿងទី 911ទេវរាជពលថាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំចង់ឲ្យគេកាត់ជាកំណាត់ព្រោះអាស្រ័យហេតុដែលប្រកបដោយហេតុណាសូមព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់នៅហេតុនោះរបស់ខ្ញុំចុះខាន ខ្សែរឿងទី 916ពួកឈើជាញាតិរបស់ខ្ញុំចម្រើនដុះដាលដោយសេចក្តីសុខកើតក្នុងទីមិនមានខ្យល់ទៅជិតខាងខ្ញុំពាក្យបញ្ចូលថ្មីកាលបើទ្រង់កាប់រំលំខ្ញុំបាត់ខ្ញុំមកជានឹងរលំសង្កត់ពួកឈើជាញាតិនោះសេចក្តីទុកនឹងកើតមានដល់ពួកឈើជាញាតិដទៃទៀតខានខ្សែរឿងទី 917ព្រះរាជាត្រាស់ថាមនាលភត្តសាលព្រឹក ជាម្ចាស់នៃព្រៃអ្នកគិតដល់ហេតុដែលមានសភាពគួរគិតអ្នកជាឈើប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ដល់ពួកឈើជាញាតិមនាលសម្លាញ់ខ្ញុំឲ្យអភ័យដល់អ្នកខានចប់ភត្តសាលលជាតកទី 2ខាន សាធុសាធុមហាពុទ្ធសាសនាខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិត្រធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនានាទីសិក្សានៅកម្ពីព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមដោយនាទីរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនា សូមលំអរកាយក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាគ្រៀតចាក់ពីសោតន្ត្រីយារម្មនៃមហាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនាទីយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែល សូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនាគណៈកម្មការសាងសង់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមប្រកាសប្រកាសនឹងជូនព័ត៌មានជាអឡារិកថា ចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅពុទ្ធបរិស័ទញាតិព្រះធម៌នៅគ្រប់ទិសទាំង 8 ដែលចង់និមន្តនិងអញ្ជើញមកទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងវត្តត្រពាំងឈូកសសរ 108 ជាពិសេស
គឺចង់ទស្សនាព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំបន្តោយ18ម៉ែត្រដែលសាងពីថ្មភក់នោះសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកទស្សនាដោយផ្ទាល់បានគ្រប់ពេលវេលាព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំបន្តោយ18ម៉ែត្រនេះក្រុមវិចិត្រករក៏កំពុងតែដាប់ឆ្លាក់កសាងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ